Ok, hiện tại thì à, tôi đang ở trong giao diện chính của trang web nick.vn được thành lập bởi tập đoàn Quan Play và phát triển tích hợp hơn 30 thể loại về game. Quan Play là chủ 17 website về game như web nick vn dịch vụ mi Website có hệ thống check thông tin tự động 100% nên là khi các bạn mua nick thì là 100% đúng nick và mật khẩu. Nick.vn tích hợp bán rất nhiều game của Garena như Liên Quân, Liên Minh, VTC có game đột kích, Tiemobi có game Ninja, Ngọc Rồng. Ngoài ra còn có game của làng lá và bán ạc game bản quyền như PUBG, GTA 5. Web có chức năng trả góp 0% đối với những nick có trị giá từ 200.000 trở lên. Nick.vn có một tính năng mà tôi thấy rất là hay, đó chính là bán nick random đột kích liên quân liên minh chỉ với giá từ 12.000 cho đến 60.000 đồng. Và bạn có thể có một cơ hội sở hữu nick rất là ngon và cực kỳ khủng. Nick.vn đang hoàn thiện và sẽ cập nhật các game mới trong thời gian tới. Các bạn hãy lên nick.vn để mua nick chơi game nhé. hey yo chào tất cả anh em, chào tất cả anh em trở lại với channel của mình, mình là db gaming đây. chúc anh em một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là đi bán ngọc rồng theo phong cách trôn, đó, nghĩa là uh, mình sẽ trả một cái giá trung bình, nghĩa là ít hơn. sau đó mình thử họ gạ xem hắn, xem những người mua có mua không. Uh, nếu có mua, xong mình sẽ tăng giá dần, tăng giá dần và để xem phản ứng của những người mua sẽ như thế nào. Ok anh em, thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái dương rồi. Thì ở đây là một viên ngọc rồng 2 sao rồi. Thì mình sẽ bán viên ngọc rồng 2 sao với cả 3 sao này. bốn um, 4 sao nữa này. Đây mình sẽ bán ba viên này. Thì trong ba viên này là mình sẽ bán viên uh, 2 sao đầu tiên anh em ạ. À. 2 sao đầu tiên thì mình không biết giá trị giá 2 sao bây giờ hiện tại là bao nhiêu triệu vàng. Thì mình sẽ cứ giả cứ giả cái giá chung là 40 triệu trước, mình sẽ giả là 40 triệu xem có ai mua không. Ok anh em. Thì bây giờ là nhiệm vụ của mình bây giờ là phải đi giao giao ngọc rồng Ok, nếu anh em thấy video này hay thì để lại cho mình một like, một subscribe và một cái uh, cái chuông ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất của mình nhé. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu. Bây giờ mình đã đây mình đã khẳng, uh, ghi sẵn uh, uh, từ khóa trước rồi. Bây giờ mình chỉ cần việc uh, như là auto anh em. Mình không có dùng phiên bản auto hack nên là mình không chắc được mình chỉ chat bằng tay thôi. Nhưng mà cái này hay hơn. Samsung này có cái gọi là À phần Android thì nó lại có cái gọi là kiểu như này Dán đấy anh em copy dán này để, để mình gạ xem có ai mua không Hình như có lẽ là khu này không có ai mua anh em ạ Mình sẽ chuyển khu khác Mình nhớ ngày xưa Ngọc cho thay em mua mà giờ xong ai mua nhỉ thì mấy sinh viên là nghèo hết rồi Hay có lẽ là mình giao không đúng cách anh em mình xem ở đây toàn auto thôi giờ thời đại giờ toàn auto thôi qua vip với cả ấy auto chat rồi mình ngày xưa chat tay sắp mặt lìn luôn ngày xưa anh em chơi ngọc rồng toàn chat tay thôi làm gì một phát thế này à lên à lên lên luôn lên ngay với ngay ok mua bao nhiêu đậu xanh cho mày mua không À 70 triệu à, nó giả 70 triệu kìa anh em 50 triệu thì bán 50 triệu thì bán Ôi mẹ nó 7 triệu không? What the fuck? Vừa ghi 70 triệu ra là 7 triệu mày đùa tao à? 10 TT Cái what the fuck cái gì vậy? Sao cái gì 8 triệu? À chết mẹ rồi mình bị hố rồi Mình bị lừa rồi <laughs> Nó mua <laughs> nó mua gì nhỉ nó có mua nó có mua ấy đâu nó có mua học rồng đâu nó mua cái gì của thằng kia kìa trời đất rồi mình bị lừa rồi thì từ bây giờ mình tự chắc thì mình à đậu xanh ok mình đi chuyển khu khác đi anh em ơi quá là bị lừa một cú lừa thất vọng mình thật bị điên rồi chúng ta sẽ chuyển khu đi khu không mà chúng nó bán với nhau mình cứ tưởng là nó bán với mình ai ngờ mà mình biết ở sao cái giá một viên hai sao mà 70 triệu mình chả biết được nữa thì anh em ở đây xem video của mình xem mình xem mình hỏi là viên nó viên hai sao hiện tại giá là bao nhiêu nhỉ mình đâu không chơi game mình không biết là giá hiện tại là bao nhiêu chắc cũng khá là cao bây giờ mình phải à bây giờ mình ký lại mình sẽ phải ký lại à, 50 triệu đi đây mình sẽ copy lại mình sẽ sao check này năm mươi triệu chẳng nhẽ không ai mua đúng không ta năm mươi triệu mình như rẻ mà <laughs> trời ơi không có một ai mua anh em ạ mình không hiểu tại sao Chẳng nhẽ mình giả giá quá cao Được rồi bây giờ mình sẽ giảm giá đi 40 triệu Mẹ tổ sư chúng nó không mua Ơi giời ơi đi chiều chúng nó mà không không ai mua này. Mua đi tụi mày Trời ơi, dân buôn bán mệt mỏi quá mà phải đi giao mồm này chứ Mệt sắp bật lìn luôn đấy, em ạ bây giờ mình mình có ngọc thì mình ra uh, bằng ngọc thì chắc là một lúc là có khoảng trăm thằng thay ra mua mất đấy mẹ khỉ à làm gì cái tụi khỉ mất dạy này ngày xưa mình nhớ là khi mình lên skill cứu bảy khỉ ấy thì uh, <laughs> à, đi đâu uh, anh em mình thấy khỉ đều hô hoán khỉ bảy à vip thế ấy. đối với ngày bây giờ thì uh, khỉ bảy nó cũng chẳng là cái gì nữa rồi <laughs> ngày xưa khỉ bảy lúc uh, ra mới mới ra skill khỉ ấy mẹ dã man hơn ngan lưng bảy phát đi đâu ngoại ông gọi một thời anh liệt nay còn đâu đấy mình bán mình bán ngọc rồng hay sao mà tận 40 triệu không ai mua giờ chắc là mất giá rồi bán ngọc rồng hay sao Trời ơi đây mình thử vẽ này Đây rồi có một thanh niên mua rồi anh em ạ Không biết thanh niên là giả giá bao nhiêu 40 triệu Xúc luôn Xúc ngay tao tạo Xúc ngay Xúc ngay 40 triệu Ai ơi giả 60 triệu à Mẹ đéo bán Tao bán Tao tao mua 40 triệu <laughs> Mình sẽ cho nó 40 triệu 40 triệu cơ Lên đây 40 triệu thì bán. 40 triệu thì bán. Không hơn không không bán 60 triệu. Ngừa thà. 40 triệu nha. Ok. 30 triệu đi 30 triệu đi <laughs> ok chưa 30 triệu bán không bán không thì thôi <laughs> 30 triệu bán không thì thôi Ok mình ra sao 30 triệu mẹ viên hai sao mẹ sướng một chết mẹ lừa <laughs> ok anh em thì uh, đây mình đã nói uh, 30 triệu thì mình sẽ bán mình sẽ bán 30 triệu thanh niên thanh này và xong rồi sau đó mình sẽ bán viên hai sao ok mua mua ba sao không mua ba sao không <laughs> mình sẽ bán ra ha ba sao là mua ba sao không Ờ à, Ờ à, giá bao nhiêu giá giá bao nhiêu giá bao nhiêu ok mình sẽ lừa thế liền đấy mẹ nó nghĩ rằng là mình ngu vãi cái vãi cả ấy luôn đấy nhưng mà thật ra là mình đang trêu đó tùy bạn sao bạn, bạn cho giá đi bạn cho giá đi bạn cho giá đi bạn cho giá đi mình mình sẽ trả giá Bạn cho giá đi mình sẽ lấy sẽ giá của mình sẽ lấy giá của thanh niên này và mình sẽ chờ đi. 10 triệu không 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 không. Không 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 không. không này mình sẽ hạ 20 triệu. 20 triệu. Nghĩa là không giống 2 sao mình sẽ bán số nhẹ nhưng mà không không 3 sao thì bán 20 triệu. Thật. không? mua không? Mua không? sao thế sao sao thế what the fuck mình bán 2 sao mà 30 triệu nó mua vội vàng thế mà bán ba sao mà 20 triệu nó không mua thằng này thế thế bao nhiêu <laughs> đậu xanh mẹ mà này khôn như bò ấy. 10 triệu mẹ 100k bán không 100k bán không 100k bán thì nhanh cần gì tao còn giao dịch bán không à nhờ, mua không quên tại nó nhầm nhé ok à, 100k bán bán 100k nhầm mình nói lộn anh em 100k thì bán thì ta... mua không mẹ mua đi nghe trong dịch không mình chơi vui lắm mình chơi chơi vui ấy mà nhà giàu nhà giàu nhà giàu rick <cười> rick <cười> ok giao dịch giao dịch anh em à bán cho thầy luôn đi mình nhiều lắm. Mình có nhiều... Ma! Nhanh! Mua không đi thì để còn bán rồi. Ôi! Mẹ! Ờ, à, ok anh em. Mình sẽ chờ xanh đi một tí nha anh em. Rõ ràng là mình uh, giả giá hai sao mà 30 triệu nó bán, à mà nó mua. Thế mà mình giả 3 sao 20 triệu nó không mua Mấy cái thằng này thật là buồn cười Buồn cười quá anh em ạ <laughs> Đầu xanh <laughs> Thanh niên sướng anh em ạ Mình nghĩ là thanh niên sướng lắm ấy Khi mà mình bán cho một viên 2 sao với giá 30 triệu vàng Từ đầu hắn trả hắn ta trả mình là 70 hay 60 triệu này Sau đó mình mình giảm giá còn 50 Lúc sau thanh niên đòi giao dịch Mình lại giảm xuống còn 30 triệu Một cú lừa lặng <laughs> Cú lừa đây rồi thanh niên quay lại rồi mẹ ơi giao dịch nhanh giao dịch ấy giao dịch giao dịch à, đủ má phát là mình bán thanh liên mẹ hai viên luôn mẹ rích rích mẹ rồi mình nói thật là mình rích mẹ rồi rích kít luôn rồi hai viên hai viên 100 k nhanh còn được giao dịch khổ quá 100k thì đấy rồi sợ à, ok hai viên 200k đúng rồi chuẩn luôn hai viên 200k được rồi giao dịch cảm ơn mình cảm ơn nha cảm ơn đậu xanh cảm ơn bạn tốt quá bạn bạn uy tín quá mua không mua bốn sao không <laughs> thanh liên sướng à, 50 à, 10k 10k giao dịch <laughs> Thề với anh em luôn đây là mình đang mình đang làm một video thật không mình không có dùng link phụ để mua luôn anh em nhiều anh em bảo mình dùng link phụ để mua nhá thật sự là mình làm một video thật và <laughs> đỉnh cao là hắn ta và mình phá game đỉnh cao một um, triệu bốn à ở à, ờ, đúng rồi một triệu bốn đó mẹ mình bán cho 7 viên này 10k thì bao nhiêu 10k là 70k à ok đúng 70k ta bán không thì thôi à, đúng 70k vãi <laughs> ok cảm ơn cảm ơn bạn tốt quá bạn tốt quá kết bạn đi kết bạn kết bạn làm quen kết bạn làm quen đi mẹ bạn tốt vãi đái mua hồng ngọc rồng của mình có facebook không có facebook không <laughs> là gì là gì ma mẹ mình bán cho nó hớ quá anh em ạ đại <laughs> phát phát mình phải thằng này cơ mà ok anh em thì chắc là video sẽ dừng lại ở đây và bạn còn gì không mình 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 còn người thôi mua không xác mình <laughs> ok bạn bye, bye bạn bye tp gaming youtuber, youtuber, ok anh em, thì video mình làm xong rồi đây thôi và mình đã làm xong một cái video gọi là bán ngọc rồng hai sao ba sao bốn sao với cái giá cực kỳ rẻ và xem phản ứng của mọi người như thế nào. Cuối cùng thì mọi người trả với cái giá là cực kỳ ít và tôi uh, là có mua và ok, thì uh, chắc chắn là video sẽ dừng lại ở đây và nếu anh em thấy video hay hãy để lại cho mình một like một subscribe và coi như là ủng hộ mình ấn vào cái chuông để nhận những thông báo video mới nhất của mình nhé. Bye bye anh em.